Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 456. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 31 tháng 10 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem kệ tụng Chủ Dược Thần, xem bài cuối cùng: Như Lai Phổ Phóng Đại Quang Minh, Nhất Thiết Thập Phương Vô Bất Chiếu, Lệnh Tùy Niệm Phật Sanh Công Đức, Thử Phát Oai Quang Giải Thoát Môn. Đây là kệ tụng của Phổ Pháp Oai Quang Chủ Dược Thần. Phần trước mặc dù đã báo cáo giảng đường với các vị, ý nghĩa của bài kệ này rất sâu, đặc biệt là đối với thời đại chúng ta hiện nay. Chúng ta ở trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư, niệm một lần chú giải đó trước, rồi sau lại thảo luận nghĩa thú của đoạn chú giải này. Đại Sư nói, thế y liệu trị tuy sai hoàng sanh, diễn diệt sanh đức, vô tiên niệm Phật. Ý nghĩa này là nói bác sĩ thế gian vì người chữa bệnh rất không dễ dứt căn. Bệnh khỏi rồi, về sau nó vẫn tái phát. Chỉ riêng Bậc Đại Y Dương là Đức Thế Tôn, Ngài có năng lực khiến chúng sanh tiêu diệt vĩnh viễn từ bệnh căn, sẽ không tái phát nữa. Những lời này chúng ta có thể tin, chúng ta có thể chấp nhận. Vì sao? Sau khi thâm nhập kinh tạng thì chúng ta minh bạch hết thảy mọi bệnh căn của thế gian chính là ba độc phiền não, cho nên Phật xưng nó là tam độc. Độc trên thực tế chính là bệnh độc mà trong y dược chúng ta ngày nay đã nói. Ba thứ này là bệnh độc nghiêm trọng nhất: tham sân si, Phật trong kinh giáo bảo chúng ta tham trong tam tai chiêu cảm thủy tai, sân khỏe chiêu cảm quả tai, ngu si chiêu cảm phong tai. Nếu nói trên thân người thì có bệnh hàn, có bệnh nhiệt, có bệnh sốt phong. Chúng ta nghĩ xem bệnh căn của nó là gì.
chắc chắn là tham sân si. Cho nên lời của Thanh Lương Đại Sư nói có đạo lý. Đối trị bệnh độc, căn bản này phương pháp có hiệu quả nhất, chẳng gì hơn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật quả thật là phương tiện ổn thỏa. Hiệu quả nhanh chóng. Đây là Đại sư trong chú giải nói: Phật hữu vô biên tướng, tướng hữu vô biên hảo, hảo phóng vô biên quang, quang nhiếp vô biên chúng. Cảnh giới này người bình thường không học Phật, hoặc giả người bình thường kế nhập cảnh giới Phật một cách nông cạn, không quá dễ dàng chấp nhận, cho rằng những lời này đều là lời tán tụng, chưa hẳn là chân thật. Như chúng ta trong thời vua chúa quá khứ tán tụng với vua chúa cứ là vạn tuế, vạn vạn tuế. Có vua chúa nào sống đến vạn tuế đâu? Không có, trước giờ không hề có. Từ xưa đến nay rất nhiều vua chúa thọ mạng ngắn, 30-40 tuổi là qua đời. Trong lịch sử của chúng ta, mỗi triều đại đều nhìn thấy mấy người là thế. Vậy nên vạn tuế là tán tụng thôi. Trong kinh Phật, đối với Phật Bồ Tát có tán tụng như vậy không? Rốt cuộc Ngài là chân thật hay là người thế gian chúc khen Ngài vậy? Nếu thâm nhập Kinh Luận Đại Thừa, đặc biệt là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, chúng tôi cảm thấy nó là sự thật. Mỗi một chữ đều không phải là hư vọng. Tổ sư Đại Đức thâm nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, những lời này Ngài có thể nói ra, chúng ta cũng có thể thể hội được. Vì sao trong kệ tụng Như Lai Phổ Phóng Đại Quang Minh, kệ tụng xưng Như Lai mà giảng xưng chư Phật? Chúng ta ở trong kinh văn thường thấy có xưng Phật, có xưng Như Lai. Hai loại xưng hô này có hai hàm nghĩa khác nhau. Có nữa, xưng Phật là nói từ tướng. Tướng có sanh diệt, tướng là vô thường. Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nếu chúng ta nói chư Phật Bồ Tát 32 tướng 80 vẻ đẹp có phải hư vọng không? Nó có phải ngoại lệ không? Nói cho các vị là không có ngoại lệ. Xưng Như Lai đều là nói từ tánh. Tánh không có sanh diệt, tướng có sanh diệt, tánh không có sanh diệt. Tánh là năng hiện, năng biến.
Tướng là sở hiện sở biến. Đó là khái niệm mà chúng ta học giáo học Phật cần phải làm rõ. Cho nên tướng có sanh diệt, tánh không có sanh diệt. Nói Như Lai đó là nói trí tuệ quang minh của tự tánh. Phổ phóng đại quang minh đó là điều tự nhiên, ánh sáng của tự tánh. Quả thật là soi khắp mười phương hư không pháp giới. Người đã minh tâm kiến tánh như vậy, những phàm phu chẳng minh tâm kiến tánh như chúng ta, nói cho các vị là cũng là như vậy. Mà nói thực thực tại tại, Phật trong Kinh Đại Thừa nói tánh này là một, chứ không phải mỗi một chúng sanh có tánh độc lập, không có. Tánh là một. Trong Kinh thường nói là thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Không những tánh là một, mà nói đến chân thật thì tướng cũng không ngoại lệ. Song tướng quả thật có sai biệt, trong sai biệt có vô sai biệt. Bạn có nhìn thấy không? Nếu trong sai biệt mà bạn thấy vô sai biệt, sai biệt với vô sai biệt là một, chẳng phải là hai, thì chúc mừng bạn, bạn chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Bạn nhập cảnh giới pháp thân Phật thanh tịnh rồi. Tướng mà tánh hiện rất nhiều rất nhiều, không chỉ là địa cầu của chúng ta, thế giới ở trong cảm quan sáu căn của chúng ta hiện tại quả thật còn có cảnh giới không thể được cảm quan của chúng ta thấu đạt. Phật trong kinh điển thường nói mười pháp giới. Chúng ta mặc dù là nhân pháp giới, trong cảnh giới của nhân pháp giới, chúng ta có phải là có thể cảm thọ được không? Không thể. Giống như chúng ta sinh trưởng trên khu vực này của địa cầu vậy, sinh trưởng tại Hồng Kông, từ nhỏ không rời khỏi Hồng Kông, mãi đến già cũng chưa đi ra khỏi, thế giới vẫn có quốc gia khu vực khác. Đi bên trong là sang Trung Hoa Đại Lục, đi sang phía đông là Thái Bình Dương, bên kia nữa là nước Mỹ. Đi về phía nam là Ma Cao, chưa hề đi. Những nơi ấy có cảm thọ được không? Không cảm thọ được. Thì giống như mình chẳng thèm quan tâm gì vậy. Ở cùng một địa cầu chúng ta, cho nên chúng ta ở nẻo người, tình trạng trong nẻo người chúng ta rốt cuộc biết được bao nhiêu? Thực tại không nhiều. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, chúng ta cũng thường nghe nói nào là có người ngoài hành tinh, có UFO, trên báo đăng rất nhiều rất nhiều. Còn có người chụp được hình, nói UFO cũng giống loài người, nhưng tay của họ là ba ngón tay. Còn mắt rất to, miệng mồm rất nhỏ, thậm chí có vài UFO cứ như không có đôi tay. Đó đều là thuộc về nẻo người.
Nếu không phải nẻo người, không gian qua lại, không cần công cụ giao thông, họ vẫn phải ngồi đĩa bay. Đĩa bay và tàu vũ trụ giống như máy bay, vẫn là công cụ giao thông. Phàm là có công cụ giao thông qua lại đều là thuộc về nẻo người. Vì vậy chúng ta sanh trong nẻo người, ngay cả tình trạng trong nẻo người chúng ta thực tại nói đều không rõ ràng minh bạch hoàn toàn. Phật giảng trong kinh, ở thế giới đơn vị của chúng ta, bốn đại bộ châu là bốn tinh hệ khác nhau. Người Bắc Câu Lô Châu phương Bắc thọ mãn dài, phước báo lớn, chúng ta chưa hề gặp, chỉ nghe nói qua trong kinh Phật. Trên địa cầu này không tìm thấy. Do đó có thể chứng minh núi Tu Di được kinh Phật nói. Núi Tu Di, trung tâm của thế giới, không ở trên địa cầu này. Cách nhìn của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông cho rằng núi Tu Di mà kinh Phật giảng chính là lỗ đen được nói đến trong vũ trụ. Hệ ngân hà của chúng ta, nó cũng là vận hành trong không gian vũ trụ, nó xoay tròn. Trung tâm mà hệ ngân hà xoay quanh thì trung tâm ấy là lỗ đen. Trong kinh Phật gọi là núi Tu Di. Tri thức khoa học kỹ thuật của chúng ta thực tại nói vô cùng hữu hạn. Hiện tại đối với lời của thánh nhân lại không thể hoàn toàn tin tưởng. Đó là phiền não. Phiền não nghi trong phiền não, hoài nghi. Sáu phiền não căn bản là tham, sân, si, mạng. Tiếp theo là nghi. Sau nghi là ác kiến. Ác kiến chính là cách nghĩ, cách nhìn sai lầm. Cách nghĩ, cách nhìn của bạn hoàn toàn không phù hợp với sự thật, không phải là chân tướng sự thật, bạn nhìn sai rồi. Điều Bậc Thánh nhìn thấy bạn không tin tưởng. Vấn đề này nghiêm trọng đây. Đến ngày nào bạn thật sự giác ngộ minh bạch rồi, hối hận chẳng kịp. Nẻo người không rõ ràng. Trong nẻo súc sanh, thực tại nói về súc sanh của không gian ba chiều, chúng ta có thể thấy được, có thể nghe được, có thể tiếp xúc được. Ngoài không gian ba chiều ra, có những nẻo súc sanh khác nữa chúng ta không thấy được. Trong kinh Phật nói đến rồng, chúng ta không thấy được. Nói đến phượng, kỳ lân, những thứ này chúng ta đều không thấy được. Rồng là phước báo lớn, thông minh, thần thông quảng đại trong súc sanh. Trong kinh Phật thường hay nhắc đến nó. Nó là giỏi nhất về biến ảo. Như Tây Du Ký viết về Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa. Rồng biến hóa không chỉ là 72 loại. Ngoài không gian ba chiều ra, những chiều cao hơn chúng ta, nó có thể đi đến thế gian của chúng ta. Trong nẻo súc sanh, chúng ta ở trong bút ký, trong tiểu thuyết, trong những văn học truyền kỳ. Thời xưa có không ít văn nhân miêu tả. Nổi tiếng nhất là Liêu Trai Chí Dị, Tử Bất Ngữ,
Hiện tại lưu thông trên thị trường ta thấy không ít. Duyệt Di Thảo Đường, bút ký của Kỷ Hiểu Lam, súc sanh ghi trong đó, phổ biến nhất là hồ ly. Nó có thể tu luyện thành hình người. Nói không chừng là đầu đường đến cuối bến nơi chúng ta đi tới đi lui, bạn thấy là hình người, thực tế nó là hồ ly tinh. Chuyện này có thật chứ không phải giả đâu. Nó cũng rất an phận giữ mình, nó sẽ không giả danh lừa đảo. Tại sao? Vì công đức nó tu luyện nâng cảnh giới của chính nó lên. Nó hiện tại từ nẻo súc sanh nâng lên được nẻo người, hy vọng từ nẻo người nâng lên nẻo trời, hy vọng từ nẻo trời nâng lên đến nẻo Phật. Nó cũng đang ở đây đọa ngã tu thiện tích công lụy đức. Trong bút ký tiểu thuyết ghi rất nhiều, đừng xem đó là chuyện ngụ ngôn, có rất nhiều quả đúng là sự thật. Đến cả nẻo quỷ giữa chúng ta là không gian các chiều khác nhau. Nẻo trời cũng không phải. Nẻo trời trong kinh Phật nói rất phức tạp, khác biệt lớn lắm. 28 tầng 6 tầng dục giới, 18 tầng sắc giới, 4 tầng vô sắc giới. Nẻo quỷ cũng rất phức tạp. Trong kinh thường nói quỷ có 36 loại. Ấy là tập quần mà chúng ta nói 36 tập quần khác nhau. Còn trong nẻo địa ngục, kinh luận có nói là hơn 100 loại. Mỗi thứ chịu những khổ báo riêng, nghiệp nhân đều khác nhau. Cho nên danh từ của địa ngục là từ phạn văn Ấn Độ phiên dịch qua, bổn ý của nó là khổ địa, tức là đọa lạc trong nẻo này, đời sống của bạn đều vô cùng thống khổ, chịu đầy đọa rất nhiều rất nhiều. Cho nên bổn ý của địa ngục là khổ địa. Trong các sinh vật của mọi chiều không gian khác nhau, đời sống của họ là khổ nhất. Bổn ý là như thế. Bên trong đó cũng chia rất nhiều loại, đều là chúng sanh. Trong kinh Phật thường nói là chúng sanh chín cõi. Chính pháp giới lên phần trên được, lên phần trên là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, đều ở trong mười pháp giới, chưa siêu diệt mười pháp giới. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn chúng ta thông thường xưng là thánh nhân, lại thêm Phật pháp giới gọi là tứ thánh pháp giới. Bốn pháp giới này là thánh nhân. Chiều không gian sống của các ngài cao. Các ngài khổ ít, vui nhiều. Khổ vui trong lục đạo thì khá. Nẻo trời vui nhiều khổ ít, nẻo người khổ vui xen nữa. Mà thực tại nói nẻo người là khổ nhiều vui ít. Đến ngày tam đồ phần dưới, nói thực tại là có khổ chứ không có vui.
Cho nên Phật nói với chúng ta, những chân tướng sự thật vũ trụ này chúng ta có thể tin tưởng hay không? Có phải với Phật một phần lời thì tin tưởng, một phần thì cho là không phải sự thật, nên chẳng tin tưởng hay không? Hồi tôi mới học Phật cũng có tư tưởng này. Về sau nghe lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh thuyết pháp thì tôi hiểu rõ là cách nghĩ của tôi sai. Tôi thể hội được từ chỗ nào? Một người chính nhân quân tử cả đời này đối người đối vật đều dùng tâm chân thành. Tình cờ có một hai lần đã nói phương tiện giọng ngữ, không nói lời thật mà lừa người. Nếu bị người ta biết được, bị người phát hiện họ từng nói láo, thì lời người này nói không thể tin được. Đối với bạn, tôi phủ định luôn những lời thành thật cả đời bạn nói. Vì vậy, thời xưa hiền nhân quân tử cả đời không giọng ngữ, lời người này nói là thành tín, cậy vào được. Nếu họ xây dựng tiếng tâm uy tín trong xã hội, sao họ có thể giọng ngữ? Phương tiện giọng ngữ cũng không được, chắc chắn không có giọng ngữ. Phật Bồ Tát là Đại Thánh Đại Hiền. Trong kinh điển chúng ta biết Ngài là Lão Sư của chính Pháp giới. Không những chỉ là nhân gian và cõi trời chúng ta, Đạo Sư chính cõi, Ngài làm sao có thể nói lời giả? Nếu Ngài nói lời giả một chữ, thì giáo học cả đời Ngài chúng ta có thể đặt dấu chấm hỏi với Ngài rồi. Chúng ta nghĩ xem, sự tình như thế, hiền nhân quân tử thế gian đều không làm, Phật sao có thể làm chuyện này? Vì vậy, đối với từng câu nói trong kinh điển, tôi có thể tin tưởng, tôi có thể khẳng định, tôi không hoài nghi. Cảnh giới của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói cho các vị là cùng một loại với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là một chẳng phải hai. Bạn nhìn xem Địa Tạng Kinh Khoa Chú của Pháp Sư Thanh Liên, xem quyền nghĩa của nó. Quyền nghĩa dùng điều gì? Dùng bất tư nghị. Hạng mục đầu tiên trong quyền nghĩa là biện thể. Tánh thức bất tư nghị là thể. Bất tư nghị trong kinh điển Đại Phương Quảng là bất tư nghị. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Đại Bất Tư Nghị Kinh. Kinh Duy Ma gọi là Tiểu Bất Tư Nghị Kinh. Đề mục của Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Cho nên Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh Khoa Phán của Pháp Sư Thanh Liên Chú, sau khi tôi đọc rồi bội phục nằm dốc sát đất. Ngài dùng loại ngôn từ này để giải thích đại ý toàn kinh, tôi chưa hề thấy trong những kinh điển khác. Càng nghĩ càng có đạo lý. Lục đạo luân hồi
giảng trong Địa Tạng Kinh là thật đấy, không phải giả đâu. Cho nên Phật giáo là giáo dục, đối tượng của giáo dục là chúng sanh chính pháp giới. Khi Đức Phật còn tại thế, ngay cả giảng đến lục đạo luân hồi, đó không phải là trong Phật giáo nói. Nói lục đạo luân hồi sớm nhất là Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo vì sao biết lục đạo luân hồi? Họ thấy được sao? Đích thân thấy được. Làm sao thấy? Thấy trong định. Bà La Môn giáo tu thiền định, công phu thiền định khá lắm. Thiền định cao, họ có thể đạt đến phi tưởng phi tưởng xứ thiền. Còn đi lên nữa thì công phu của họ không đạt tới. Cho nên phi tưởng xứ thiền được họ xưng là Niết Bàn. Niết Bàn trong kinh Phật là dùng thuật ngữ của họ. Ý nghĩa của Niết Bàn là bất sanh bất diệt, đó là định tột bậc. Thực tại nói là họ hiểu lầm, cho rằng ấy là cảnh giới đại Niết Bàn. Kỳ thực không phải vậy. Siêu diệt lục đạo, Phật mới thừa nhận họ là cảnh giới Niết Bàn, không có sanh diệt nữa. Nhưng các vị phải hiểu, Niết Bàn ấy không phải rốt ráo đâu. Cái người nhị thừa chứng đắc trong Phật Pháp gọi là Thiên Chân Niết Bàn, không phải rốt ráo, không phải viên mãn. Viên mãn là Đại Thừa. 41 phẩm vô minh đoạn tận mới gọi là cứu cánh Niết Bàn. Điều đó thuyết minh lục đạo luân hồi là thật. Chuyện quỷ thần là có hay không? Có thật. Trong sử thư Trung Hoa, trong bút ký của người xưa, ghi chép hình trạng của quỷ thần nhiều vô cùng. Thời nay có hay không? Thời nay có. Lần này tôi từ Đài Loan sang đây, ở Đài Loan được 2 tuần. Có một vị đồng tu sưu tập báo chí và tạp chí mấy năm gần đây, cắt thành một số chuyện về quỷ thần từ những tờ báo này. Ông cắt chúng ra xếp thành một bản. Ông nói nội dung phong phú vô cùng. Tôi nói tôi muốn xem thử. Ông chọn 70 mấy bài trong đó, chọn lọc 70 mấy bài này. Đại khai ấn tượng của người Đài Loan thông thường đều vô cùng sâu sắc, nói ra ai cũng biết. Quỷ thần khẳng định có, hơn nữa thật là ở xung quanh chúng ta. Ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Nơi chúng tôi giảng kinh có hay không? Có. Rất nhiều quỷ thần đến nghe kinh. Trong thính chúng có một số người có năng lực đặc biệt,
Trung Hoa gọi là công năng đặc dị. Đại khai trình độ công năng đặc dị của họ vẫn chưa cao lắm. Họ có cảm ứng. Khi tình cờ họ cũng sẽ thấy được, nghe được, ngửi được mùi hơi của chúng. Chứng tỏ trong giảng đường quả thật có dạng chúng sanh này đang nghe kinh nghe pháp. Người học Phật chúng ta nói lão thật là ở nơi ẩn mật nhất, nơi kín đáo nhất, đừng cho là không có ai nhìn thấy. Không chỉ là mười mắt cùng nhìn, mười tay cùng trỏ thôi. Không chỉ vậy, rất nhiều người nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy những chúng sanh này, họ nhìn thấy bạn. Đạo tràng của chúng ta là tôn sùng thuần túy về dạy học. Cho nên những pháp hội thông thường của chúng ta hết thảy đều không có. Dạy học Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh, thuyết pháp dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật có giảng lục đạo chúng sanh không, quỷ thần nào? Ngài nói rất nhiều, khác với Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử ít nói hơn. Đức Thế Tôn nói rất nhiều, nói rất chi tiết. Với quỷ thần có cần giúp đỡ hay không? Cần. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi một lần giảng kinh, Thiền Lòng Bát Bộ quỷ thần đều đến nghe. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện là giảng trên cung trời Đao Lợi. Bộ kinh này giảng trong Thiện Pháp Đường của Đao Lợi Thiên Chủ. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là giảng trong Long Cung Sa Kiệt La, chứ không phải ở nhân gian. Phật thường xuyên đến các chiều không gian khác nhau để thuyết pháp, hoặc ở thiên đường, hoặc ở nẻo ác. Long cung là súc sanh đạo, trên trời cõi người, nơi nào duyên thành thuộc thì Ngài đến đó. Trước đây tôi giảng kinh cũng nói không ít những câu chuyện này. Những câu chuyện này đều là chân thật chứ không phải hư cấu đâu. Tôi mới học Phật đã có duyên thân cận lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Hồi Chu lão cư sĩ 70 tuổi đã coi tôi như một đứa trẻ. Khi tôi mới 20 mấy tuổi, ông thường kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện này đều là bản thân cả đời ông tự trải qua, vô cùng cảm động. Thuyết minh quỷ thần có thật, bản thân ông tin Phật, nhân duyên là tận mắt nhìn thấy quỷ thần. Nếu ông không tận mắt nhìn thấy, chắc ông vẫn không thể quyết tâm học Phật. Ông tận mắt nhìn thấy trong thời kháng chiến ở Trùng Khánh,
ban đêm chơi mặt trượt với bạn bè, chơi đến 2 giờ mới tan cuộc. Lúc trở về nhà, đi trên đường, mặc dù đường có đèn đường, nhưng đường ấy quả là nửa sáng nửa tối. Khi ông đi về đường rất xa, trên đường thấy trước mặt không xa, đi trước mặt ông rõ ràng có một người phụ nữ. Ông cũng không để ý, cho dù trước mặt có người, ông đang đi ở sau. Đi khoảng độ gần nửa tiếng, ông chợt nghĩ rằng nửa đêm canh ba như thế, sao còn có người phụ nữ đi một mình ra đường. Ông vừa nghĩ như thế thì lông tóc trên người dựng đứng. Nhìn kỹ lại thì thấy người phụ nữ trước mặt có mình trên mà không có mình dưới. Ông há hốc mồm, chợt nảy người thì nữ nhân ấy không có nữa. Ông về tới nhà đổ mồ hôi khắp cả mình mẩy. Từ đó về sau ông tin tưởng. Sau này học Phật, ông nói cho chúng tôi, ông nói quỷ ấy có lẽ là Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Vì sao? Vì không có nhân duyên này. Mặc dù ông thấy rất nhiều, nghe rất nhiều đều là sự thật, ông vẫn không chịu chấp nhận. Qua một lần này, ông hoàn toàn chấp nhận. Bồ Tát điểm hóa ông cũng có khả năng. Để ông đích thân nhìn thấy, thời gian nửa tiếng dài vậy quý không phải hoa mắt. Đó là lão nhân gia ông kể cho tôi nhân duyên học Phật của ông. Mỗi người học Phật nhân duyên khác nhau. Có thật. Vì vậy chúng ta từ góc độ dạy học mà xem. Quá khứ tôi ở Đài Bắc, đạo tràng của chúng tôi là Hoa Tạng Thị Thính Đồ Thư Quán. Chúng tôi bình thường không có kinh sám Phật sự, cũng không có pháp hội. Mỗi năm chúng tôi có hoạt động tế tổ 3 lần. Chúng tôi cúng tế tổ tiên dịp Thanh Minh. Chúng tôi đã Phật thất. Sau khi Phật thất xong, đặt một buổi tam thời hệ niệm. Cách làm Phật sự tam thời hệ niệm là Trung Phong Thiền Sư Triều Nguyên đã làm. Tam thời hệ niệm nghi quy là do Ngài làm. Đó là chuyên môn siêu độ giảng sinh tịnh độ. Cho nên xong Phật thất thì đạt tam thời hệ niệm, cõi âm dương đều được lợi ích. Phật thất chủ yếu là vì người sống. Tam thời hệ niệm trong tưởng tượng của chúng tôi, trong đạo tràng Phật thất có rất nhiều quỷ thần tham gia. Chúng tôi cũng đặc biệt chiếu cố họ, vì họ để làm Phật sự. Trong đó có giảng kinh thuyết pháp, có rất nhiều khai thị vô cùng tinh tế. Họ được lợi ích thì chúng tôi cũng được lợi ích, cũng cảm động sâu sắc lắm. Cõi âm dương đều được lợi ích. Cho nên chúng tôi tế tổ một lần dịp Thanh Minh, rằm tháng 7 Trung Nguyên. Nói chung là quỷ tiết. Chúng tôi vào lúc này cũng kiến lập một Phật thất. Phật thất xong thì cũng là Phật sự tam thời hệ niệm. Vào cuối năm Đồng Chí tế tổ, chúng tôi
một năm ba lần. Ngoại trừ điều này ra, bình thường tôi đều là giảng kinh, đạo tràng đều là giảng kinh. Vì chúng tôi tu là tu pháp môn Tịnh Độ. Có khi sau một khoảng thời gian giảng kinh, chúng tôi tăng cường trong hành môn, cũng sẽ cử hành một lần Phật thất, giải hành tương ứng. Thanh Lương Đại Sư ở trong kinh dạy chúng ta tín, giải, hành, chứng. Ở trong Tịnh Độ Tông, chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là chứng. Đó là chứng viên mãn. Chúng ta bây giờ còn chưa giảng sanh. Trong đời sống thường ngày, tư tưởng kiến giải ngôn hành của chúng ta đều có thể từ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, tùy thuận lời Phật dạy trong kinh điển. Đó cũng là chứng, đó là hiện chứng. Trong hiện chứng có không ít đồng tu quả thật có cảm ứng, cũng có cảnh giới bất tư nghị hiện tiền, đều là thuộc về hiện chứng. Chúng ta thấy ánh sáng, ngửi hương thơm, đó là bình thường nhất. Số lần tôi ngửi thấy hương thơm rất nhiều rồi. Khi tôi mới học Phật, cũng chưa thọ tam quy ngũ giới. Khi vậy tôi đang làm việc, tận dụng ban đêm xem kinh trong văn phòng, xem kinh trong phòng ngủ. Xung quanh chúng tôi, trong vòng khoảng 1 km, không có chùa, cũng không có nhà nào. Đột nhiên ngửi thấy mùi thơm rất nồng từ đầu đến. Bạn nói gần đó có chùa hoặc người ta thắp hương, ít nhất là 1 km, khoảng cách 1 km dài vậy. Khói thơm rất nồng, có thể bay đến phòng đọc sách của tôi là không thể nào. Đó là chứng minh trước đây tôi ở Dallas, Hoa Kỳ, có mấy vị đồng tu trong đạo tràng. Một hôm ở trong nhà một vị cư sĩ, sân nhà của ông rất lớn. Ban đêm ngồi nghỉ ở đó thảo luận Phật pháp, bỗng thình lình có một màn hương lạ hết sức nồng nàn, mỗi người đều ngửi thấy, đều cảm giác rất kỳ lạ. Thời gian đại khái khoảng 5 phút như vậy. Những hiện tượng lạ, hồi tôi còn trẻ, khi ấy vừa mới thôi việc, theo Pháp Sư Sám Dân trú ở Am Tranh, Pháp Sư Sám Dân hỏi tôi có gặp những cảnh giới nào chưa. Tôi nói có, ngửi thấy hương lạ nhiều lần, chưa từng ngửi thấy bao giờ. Tôi thỉnh giáo với Ngài, đó là cảm ứng gì? Ngài bảo tôi nói chung là tâm địa của anh rất thành kính, ở trong đó đọc kinh. Thiên nhân đi qua bên này, sau khi nhìn thấy họ ở đó,
chắp tay dừng lại, rải hương thơm lên mình anh. Đó là điều rất phổ biến. Thiên nhân khác chiều không gian với chúng ta. Hiện tiện tai nạn rất nhiều. Tai nạn vì sao phát sinh? Tôi học Phật 50 năm, giảng kinh 43 năm. Tôi từ tu học của chính mình tâm đắc, báo cáo cho các vị. Tai nạn hình thành có ba nguyên nhân. Thứ nhất là quan hệ giữa người với người không tốt, biến thành gì? Oan oan tương báo. Điều đó mang lại cái gọi là nhân quả. Thứ hai là con người với môi trường thiên nhiên không tốt. Bây giờ nói là phá hoại bừa bãi cân bằng sinh thái địa cầu, dẫn đến thiên tai, thủy tai, hạn tai, địa chấn, phong tai. Bạn sống không tốt với môi trường thiên nhiên. Còn có một nguyên nhân nữa không thể xem thường, là mối quan hệ của bạn với trời đất quỷ thần không tốt. Phải biết quỷ thần trong lục đạo là phàm phu chứ không phải thánh nhân. Họ có hỷ nộ ai lạ. Thiên nhân dục giới, tình dục của họ chưa đoạn, chẳng qua càng đi lên thì càng đạm bạc thôi. Thiên nhân sát giới có phước báo hơn, nhưng tham sân si chưa đoạn sạch, chỉ là nhạt đi thôi. Cho nên sơ thiền trong tam tai thì quả tai khiêu đến sơ thiền. Thủy tai nhấn chìm nhĩ thiền, phong tai thổi đến tam thiền, định đệ tứ thiền là phước thiền. Thủy quả phong chẳng có. Thật sự có phước báo, tại sao chẳng có? Ba độc phiền não tham sân si của họ được công phu thiền định đè xuống, chắc chắn không khởi hiện hành. Chúng ta từ những răng báo này thể hội rằng phàm phu chúng ta tham sân si ngày ngày khởi hiện hành, sao không gặp tai nạn được? Quan hệ với trời đất quỷ thần đã không tốt, bất kính quỷ thần. Thời trước đều cúng tế. Thời đại vua chúa thuở xưa, mùa xuân thu tế trời, tế núi sông, tế quỷ thần. Quan hệ với quỷ thần rất tốt. Bây giờ chúng ta hoàn toàn để đó không màng. Bạn không màng họ, hay nói cách khác, họ cũng chẳng lo cho bạn. Bạn đắc tội với họ thì họ cũng sẽ không sống tốt với bạn. Ba mối quan hệ của chúng ta ngày nay làm không tốt, nên gặp những kiếp nạn này. Chúng ta tế tổ là tế tổ tông của chúng ta. Những quỷ thần khác chúng ta không màng, về tình còn có thể tha thứ, tổ tông cũng chẳng cần. Đó là đại bất hiếu.
Gần đây các đồng tu chúng ta cũng biết chúng tôi xây đạo tràng ở Kuching, ấy là ở trên núi. Đạo tràng trên núi ấy thiên trọng về tu hành, giải hành tương ứng. Vì ở bên đó giảng kinh thuyết pháp không ai nghe, cho nên hôm qua tôi khuyên các đồng tu phụ trách bên ấy: các vị tốt nhất mỗi tháng có thể làm một Phật thất bên ấy, mỗi tháng làm một Phật thất, đặt một buổi Phật sự tam thời hệ niệm. Ấy là núi cao, nơi ấy có sơn thần, chúng ta tiếp theo phải niệm đến thần chủ rừng. Thần chủ rừng là thọ thần. Thảo mộc đều có linh tánh. Bắc Kinh có người đồng tu kể một câu chuyện với tôi. Hai vợ chồng ông tuổi tác đều không lớn, tôi thấy có vẻ sắp xỉ 40. Họ có một hôm tối ở trong nhà còn chưa ngủ, hai vợ chồng cảm giác từ trường trong nhà không tốt, có hiện tượng lạ. Đành rằng hai vợ chồng đều học Phật, biết trong nhà có thứ gì đó, cho nên mới hỏi trong hư không, nếu thật sự có thần linh, dùng cách gì để nói với chúng tôi đây? Họ nghĩ đến bóng đèn. Đèn điện dễ có cảm ứng với quỷ thần. Bạn chớp đèn điện với tôi một nháy là tôi biết các vị có đây thật. Hai người nhìn bóng đèn, nhìn 5 phút quả nhiên nháy. Sau đó nghĩ phải làm sao. Ông nói chúng ta không thể câu thông, bạn có thể thấy tôi nhưng tôi không thấy bạn. Hay là vậy đi, đêm nay ngủ bạn thắc mộng cho tôi. Kết quả là tối hôm đó nằm ngủ, quả nhiên là thần thảo mộc. Ngài nói ta là cây cỏ của nhà các người. Nhà họ có cái sân, chúng tôi sắp chết khô rồi, xin các người nhanh chóng tưới nước cứu chúng tôi. Nói nhiều lần bảo đặc biệt phải nhớ tôi là thần cây cỏ nhà các người. Nói mấy lần nên ấn tượng sâu. Qua sáng hôm sau thức dậy nhìn ra ngoài sân, quả nhiên cỏ ngoài sân úa vàng. Một số cây nhỏ bên cạnh qua nhiều thời gian đã không tưới nước rồi, cành cây đều khô cạn, vội đem nước tưới. Ông kể chuyện này cho tôi. Thần cây cỏ, thần hoa thác mộng cho ông. Thật đấy, không phải giả đâu. Sao không có quỷ thần chứ? Đến ngày nào quỷ thần tìm đến bạn thật thì bạn rắc rối to rồi, bạn hối hận chẳng kịp nữa. Cho nên Phật sự tam thời hệ niệm chăm chỉ làm. Niệm Phật đường, niệm Phật phải chăm chỉ niệm. Tôi khuyên đồng tu, mỗi tiếng Phật hiệu không phải là niệm vì mình, mà niệm vì chúng sanh chính pháp giới. Tâm lượng này lớn, công đức cũng lớn. Xin xem Trường Hàng Thần Chủ Rừng, câu thứ nhất: Phật thứ Bố Hoa Như Dân Chủ Lâm Thần, đắc quảng đại vô biên trí hải tạng giải thoát môn. Chủ lâm, lâm là rừng rậm, cây cối.
Bài mục này hoàn toàn là thuyết minh cho chúng ta các vị thọ thần làm sao tu hành chứng quả. Đây cũng là như 32 ứng hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát. Kẻ nên dùng thân thọ thần mà đắc độ, liền hiện thân thọ thần mà vì thuyết pháp. Phật trong kinh điển bảo chúng ta, phàm là cây cối độ cao hơn con người đều có thọ thần. Cây vì sao có thần? Phật nói cho chúng ta được rõ ràng, không phải cây trở thành thần, không phải, là có quỷ thần dựa ở trên cây, thọ biến thành thọ thần. Quỷ thần dựa vào nó xem nơi ấy làm nơi ở của chính họ, giống như chúng ta gọi là nhà vậy. Con người chúng ta nhờ có nhà mà cư trú, quỷ thần rất nhiều là dựa nhờ cây cối, họ còn dựa vào núi đá mà cư trú, họ dựa vào những thứ này. Ngay cả cây cỏ không cao bằng con người, thậm chí như cỏ, rồi nhỏ hơn nữa, có thần linh hay không? Có. Những gì nào? Nếu nói theo người thông thường chúng ta, đó là những đứa bé thơ chết non, chết yểu. Nó nhỏ, chứ nó không phải người lớn. Chính là chúng ta nói chung, người lớn dựa cây lớn, người nhỏ dựa cây nhỏ. Cho nên hồi trước các đồng tu Bắc Kinh nói với tôi, quỷ thần thác mộng cho họ là thần cây cỏ trong nhà họ, mà họ cảm giác như rất nhiều trẻ con. Trẻ nhỏ 1-2 tuổi éo oa oa, rất nhiều thần linh của cây cỏ. Thành niên trở lên có rất nhiều vị, chính là dựa trên cây gỗ. Phật Bồ Tát từ bi, kẻ nên dùng thân thọ thần mà đắc độ, ngay liền hiện thân thọ thần mà vì họ thuyết pháp. Những chuyện này trong bút ký của người xưa quả thật thấy rất nhiều. Nếu lấy kinh Phật để ấn chứng, nó không phải ngụ ngôn, không phải là ngụy tạo, đúng là có chuyện này. Chúng ta xem truyện ký của Bồ Tùng Linh, liêu trai của ông làm sao giết thành. Ông thích sưu tập những câu chuyện này, mỗi ngày chuẩn bị một ít rượu và đồ nhắm, ngồi nơi những đường giao thông quan trọng. Thời xưa đường đi đều là đi bộ, cưỡi ngựa đi kiệu, cho nên cứ cách khoảng 5 dặm 10 dặm đều có trạm dừng nghỉ. Có định nghỉ mệt, ông chuẩn bị những món rượu và đồ nhắm ngon ở nơi đó đợi người qua đường, mời họ kể chuyện, nói những điều chính họ đã trải qua.
chính tay đã nghe được người ta kể chuyện, thì ông cúng dường họ nước trà, điểm tâm, là sưu tập như thế, viết thành một bộ tiểu thuyết, rất mê hoặc lòng người như vậy. Liêu Trai Chí Dị, ông chuyên môn sưu tập những câu chuyện này, không phải là bịa đặt trống không, chẳng phải là ngụy tạo đâu. Tôi có thể tin tưởng ông, hồi tôi còn trẻ cũng từng gặp qua rồi. Cả đời tôi chưa gặp ma, nhưng đã gặp hồ ly một lần. Ngoài ra, gặp một lần người quê nhà chúng tôi nói về con chồn vàng. Chồn vàng cũng tìm ghẹo người, gặp qua một lần. Cho nên đối với những bút ký tiểu thuyết này, tôi đúng thật là vô cùng tin tưởng. Chủ Lâm Thần đó là Thọ Thần. Phật Bồ Tát cũng vì họ mà thuyết pháp, cũng đi giúp đỡ họ. Do đó có thể biết, trong kinh Phật thường nói, Phật chẳng độ cho người vô duyên. Những linh quỷ này tại sao dựa nhờ cây cối để làm thọ thần? Đại khai cũng là trong khoảng một niệm sau khi mạng chung. Phàm là dạng chúng sanh làm thọ thần, trong tưởng tượng của chúng tôi là trong cả đời họ không có hành vi ác nào. Nếu là hành vi ác, họ ác hẳn đọa vào ác đạo. Đi làm những thần cây cỏ này làm thọ thần, nên đều là người có một chút đạo hạnh. Dựa nhờ trong cây cỏ là vẫn đang tu luyện. Chúng ta biết có rất nhiều thời kiếp tu luyện lâu dài đều rất khó tưởng tượng. Có vị tu 3.000 năm, 5.000 năm, rất nhiều. Chúng ta thường nói là cây thần, nó không đến những nẻo khác để luân hồi. Nó có thọ mạng dài như thế, 5.000 năm, một vạn năm cũng là chuyện thường. Quá khứ ở phía đông bắc Trung Hoa, có một vị pháp sư bảo tôi rằng ông từng gặp sơn thần của Bắc Triều Tiên. Sơn thần rất nhiều, đều đang tu hành. Theo những gì ông biết, đây đều là rất có căn cứ. Có hơn 300 vị thần núi đang ở đó tu tịnh độ, tu pháp môn niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có một vị pháp sư gặp họ, vị pháp sư còn thỉnh giáo với họ rằng các ngài làm thần núi bao lâu rồi. Họ nói hơn 3.000 năm rồi. Pháp sư bèn hỏi họ, hơn 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật tại thị, tại sao ngài không theo Thích Ca Mâu Ni Phật học Phật? Khi ấy chúng tôi không tin.
Tại sao bây giờ muốn học Phật? Họ nói thế gian bây giờ quá loạn rồi, tai nạn quá nhiều rồi. Họ cũng lên trên trời xem qua, cõi trời cũng không tốt, trật tự xã hội cũng không an lành. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt, nên hiện tại đều đang niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sơn thần như vậy, thọ thần cũng không ngoại lệ, vẫn có rất nhiều quỷ thần đều đang nghe kinh nghe pháp, đều đang chăm chỉ niệm Phật. Nói cho thực tại thì người thời nay tu hành chẳng tinh tấn bằng quỷ, thua những vị thọ thần sơn thần này chẳng bằng họ. Họ bây giờ là chân tinh tấn. Vì sao? Họ biết tai nạn. Có người chúng ta mê hoặc điên đảo, lớn gan làm bậy, dám tạo tội nghiệp. Đối với Phật Bồ Tát Thánh Hiền nói chân tướng vũ trụ nhân sinh cho chúng ta, mà ta dám hoài nghi, dám không tin, tương lai quả báo vẫn phải tự chịu. Tôi nói với mọi người bây giờ, từng câu đều là lời nói thật. Tôi tin tưởng tôi còn có ý cứ lý luận. Lý luận là gì? Đức Phật trong Kinh Giáo Đại Thừa thường nói, nhất thiết pháp tông tâm tưởng sanh. Thật đấy, có người muốn làm thọ thần, nhìn thấy cây cao lớn, nếu tôi có thể biến thành cây thì tốt biết mấy, không lo không sầu. Mỗi ngày làm bạn với chim chóc, chim chóc làm tổ ở trên cây. Đặc biệt là khi dã ngoại, ở nơi hoang dã, nhìn thấy những cánh rừng nguyên sinh, quả thật lòng ngã về khu vực này, có thể sống ở nơi này, đọc sách, tu đạo là một chuyện vui lớn của cuộc đời. Có người có cách nghĩ này, có ý nghĩ này, sanh lòng hoan hỷ này, đại khai tương lai đi làm thọ thần, đi làm sơn thần đấy. Nhất thiết pháp tông tâm tưởng sanh, đó là thì cứ lý luận. Bây giờ chúng ta lại xem vị thần chủ rừng này, đức hiệu của ngài là Bố Hoa Như Vân. Cây thần được vị thần chủ rừng này dựa nhờ, nhất định cây ấy rất cao lớn, vô cùng sung suy. Cây có thần thì khí chất của nó khác đi, từ trường của nó tự nhiên khác nhau. Thần này càng có tu hành, có trí tuệ, có đức hạnh, thì từ trường của họ càng thù thắng, tự nhiên khiến cho tất cả chúng sanh nhìn thấy ngài, tiếp xúc với ngài, sanh lòng hoan hỷ. Pháp môn ngài tu là quảng đại vô biên trí hải tạng. Ngài từ trong pháp môn này tu hành chứng quả, giải thoát chính là chứng quả. Môn là đường lối, ngài dùng phương pháp này.
Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nhắc nhở với chúng ta: Phật đức vô biên, giai y trí hải, hàm đức lưu quang, sở dĩ danh tạng. Trong chú giải này thuần túy là thay Phật thuyết pháp. Ở trong đó chúng ta tự nhiên có thể thể hội được thọ thần này không phải ai khác, chính là Phật Bồ Tát quá hiền. Chúng ta phải hiểu được trong núi sông rừng rậm, cây cối um tùm rất nhiều rất nhiều, trong một mảng rừng chắc chắn có thần chủ rừng. Thần chủ rừng thực tại nói giống như quân trưởng trong những thọ thần. Là lãnh đạo chúng thọ thần trong rừng này. Tự nhiên cũng giống như phu tử đã nói, sứ mạng của họ là quân thân sư trong chúng thần. Cho nên Phật Bồ Tát quá thân ở trong đó làm đại thần, thần chủ rừng. Độ hóa chúng thọ thần này, dạy họ học Phật thế nào. Tu hành thế nào? Học Phật quan trọng nhất là học đức của Phật, học trí của Phật. Trí tuệ đức năng của Như Lai, tướng hảo là thuộc về quả báo. Điều ấy đừng đặt ở trong lòng. Có nhân tự nhiên là quả báo hiện tiền. Do đó có thể biết những thọ thần này, nếu chúng ta có năng lực, có định công, có thiên nhãn, tướng mạo của những thọ thần này mỗi một vị nhất định đều đoan chánh vô cùng, đoan chánh trang nghiêm. Tại sao? Họ là thật đang tu hành. Đức của Phật, năng của Phật, tướng hảo của Phật đều là từ tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã mà sanh. Khi khởi tác dụng thì ánh sáng trí tuệ soi khắp mười phương. Vì vậy tiếp theo dùng tạng, trí hải tạng, cái mà họ đắc là kho biển trí rộng lớn vô biên của chư Phật. Nếu chúng ta bước vào rừng hiện tại, vì dân số
Trên địa cầu đông có rất nhiều, rất nhiều khu rừng nguyên sinh bị tàn phá. Những khu rừng này bị phá hoại, chúng ta nghĩ xem, thần cây, thần chủ rừng đi về đâu? Trở nên không có nhà để về. Đây chính là trong vô ý chúng ta đắc tội với trời đất quỷ thần, phá hoại môi trường sinh thái tự nhiên. Phá hoại môi trường sinh thái tự nhiên đã là phiền phức lắm rồi, đâu biết là hành động này đắc tội với trời đất quỷ thần. Vì vậy Đức Thế Tôn ở trong giới kinh dạy đệ tử, trong thời đại ấy, người xuất gia thông thường tu hành, tóm lại cần phải tìm một nơi che gió che mưa, nghỉ dưới gốc cây. Ấy là tăng đoàn mà tự thân Đức Thế Tôn dẫn đầu. Đây không phải là người bình thường. 1250 người đều là hóa thân của Phật Bồ Tát La Hán. Các ngài không có chuyện gì, Phật quả thật còn có một loạt học trò phàm phu. Sống đời sống như thế không nổi. Vậy phải làm sao? Phật có khai duyên, chứ Phật không phải quy định cương nhắc. Phật cho phép bản thân bạn dựng lều tranh nhỏ. Hồi ấy lều tranh nhỏ của người xuất gia quá nữa đều là tự mình dựng. Dựng một lều tranh nhỏ phải có rường, phải có cột, hay nói cách khác, không thể không đốn cây. Vào thời cổ, cây cối là vật liệu kiến trúc chủ yếu. Người xuất gia cũng đi lên núi đốn cây, dựng một lều tranh nhỏ. Song Phật nói, cây cao độ hơn một người có thọ thần. Nếu bạn đốn cây này, nhất định trước khi đốn cây 3 ngày, bạn phải cúng tế thần. Tụng kinh, niệm chú, hồi hướng cho thần. Điều đó có ý nghĩa gì? Bảo họ 3 ngày sau tôi tu hành ở trên núi này, bất đắc dĩ phải cất một lều tranh nhỏ, phải lấy thứ này của ngài làm vật liệu, cầu xin thọ thần dọn nhà. Đó là lễ phép, có qua có lại mới toại lòng nhau. Không thể không báo cáo gì đã đốn cây này đi. Ấy là bạn đắc tội với quỷ thần. Đó là trong giới kinh Phật dạy cho đệ tử. Chúng ta nếu đốn một cái cây phải cung tế. Hoa nở trên cành cỏ chúng ta ngắt đi một đóa hoa, cũng phải câu thông cho nó, bày tỏ cảm ơn. Nó nở đẹp vậy chúng ta ngắt nó, hoặc giả là cúng Phật, hoặc giả là cúng tăng, hoặc giả là bố trí hội trường cúng dường đại chúng. Phải có lòng cảm ơn. Đó hoa này nở rồi đã tận sứ mệnh của nó. Nó nở hoa này là để cúng dường đại chúng. Chúng ta phải yêu thương những hoa cỏ này, phải thường xuyên chiếu cố nó.
chúng ta cúng dường nó, nó nở hoa này rất đẹp, rất thơm để cúng dường chúng ta. Mỗi bên hỗ trợ hợp tác, làm đẹp cho đời sống của chúng ta, đều có một phen tình ý ở trong. Người thời nay đâu hiểu được. Cho nên thế gian này tai họa liên miên. Tần suất không ngừng nâng lên. Mỗi lần tai nạn không ngừng mở rộng. Vì sao vậy? Có vài người nghiêm túc nghĩ rằng nguyên nhân thật sự của tai nạn nằm ở đâu? Sau đó mới biết chư Phật Bồ Tát, các vị tổ sư đại đức vì sao miệng đắng lòng thương khuyên chúng ta niệm Phật? Niệm Phật linh thật ư? Linh thật phải lão thật niệm. Tiêu chuẩn của lão thật là gì? Giác ngộ thật sự, quay đầu thật sự, đọa ngã tu thiện. Tiêu chuẩn đọa ngã tu thiện là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta từ Thập Thiện Nghiệp quay đầu lại hành thập thiện, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là tiêu chuẩn. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã nói về nhiều loại ác hạnh, ta phải kiểm thảo xem ta có phạm hay không. Nếu có phạm thì mau sửa lỗi. Thiện hạnh đã nói, chúng ta có tu hay không? Nếu chưa tu phải vội lo tu. Người này giác ngộ rồi, niệm Phật chính là niệm giác. Phải hiểu đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, chuyển mê làm ngộ, phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, là người này giác ngộ rồi. Lưu luyện lục đạo là người này mê rồi. Phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm thành thánh, đều ở trong đó. Các đồng tu nhất định phải nhớ, điều ác không thể không đoạn, điều thiện không thể không tu. Vì sao? Đức Thế Tôn trong kinh Giảng Sanh nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Thế giới của Đức Phật A Di Đà là chư thượng thiện nhân cơ hội nhất xứ. Cho nên chúng ta niệm Phật còn phải nghĩ cho kỹ xem mình là thượng thiện hay chưa. Nếu không phải thượng thiện mà A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta đi, chư thượng thiện nhân bên này chẳng ngó ngàng chúng ta. Bạn lên không ai đến xỉa tới. Vì sao? Người ta đều là thượng thiện, nhìn thấy ác nhân như bạn đến, ai tình nguyện chiếu cố bạn đây?
chính bạn cũng không ở trên đó nổi. Cần phải tu thiện tâm của mình đi. Thiện tâm bắt đầu tu từ đâu? Thứ nhất là học chung sống hòa thuận với tất cả đại chúng. Đây tức là lục hòa kính mà Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta có chân tu hay không? Giữa người với người tại sao không thể chung sống? Tại sao còn phải có nhiều thị phi thế, nhiều ý kiến thế? Chính là không nghe lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta ra sao? Phật dạy chúng ta buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, buông tự tư tự lợi xuống, buông thành kiến xuống. Chúng ta không nghe, chúng ta giảng lai với người khác, họ tùy thuận tập khí phiền não của họ, ta tùy thuận tập khí phiền não của ta. Họ có chấp trước của họ, ta có chấp trước của ta. Chấp trước của chúng ta khác nhau, phân biệt của chúng ta khác nhau, đương nhiên là phát sinh xung đột. Không tài nào chung sống hòa thuận nổi. Cho nên điều đầu tiên Phật dạy cho chúng ta, kiến hòa đồng giải. Kiến chính là kiến giải của chúng ta, cách nghĩ của chúng ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Điều này tu ra sao? Buông bỏ chấp trước của mình. Chúng ta có thể tùy thuận người khác thì có thể chung sống hòa thuận với người khác. Nếu người ấy làm không đúng, làm không đúng thì chúng ta hoan hỷ rời khỏi. Đừng tranh chấp với họ làm chi. Đó là Phật Đà dạy cho chúng ta. Chúng ta tuyệt không đắc tội với người. Chúng ta chắc chắn tôn trọng người. Chúng ta tán thán thiện tâm của họ. Chúng ta không nói một câu không tốt với họ. Giấu điều ác, phô điều thiện. Song điều họ làm chẳng như pháp. Chúng ta có thể khuyến cáo. Khuyến cáo không nghe thì chúng ta rời khỏi. Chúng ta không tùy thuận họ. Nếu bạn cảm thấy xã hội này đâu đâu cũng không như pháp thì được thôi, chúng ta trở về nhà đóng cửa lại, tự mình lão thật tu hành. Nhìn thấy việc tốt của mỗi đoàn thể, chúng ta làm công ích giúp đỡ họ. Điều họ làm không phải việc tốt thì chúng ta không đi. Chuyện của họ quả thật là lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng, thì chúng ta nên tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Không thể cho là họ làm chuyện không tốt hay họ làm chuyện tốt ở đó ta cũng không làm, thế là sai rồi. Việc ác họ làm chúng ta không tùy hỷ, việc tốt họ làm chúng ta tùy hỷ. Người ác làm việc tốt ta cũng tùy hỷ. Ta với người ác cũng là bạn bè tốt. Ta biết thiện ác, ta không mê hoặc, ta không điên đảo, ta có trí tuệ. Thành nhân chi thiện, bất thành nhân chi ác, ta ở nơi này tích công lụy đức. Nếu bạn có thể hiểu được đạo lý này, có thể tuân thủ giáo huấn này, xã hội bây giờ vẫn là biển rộng trời cao.
đoạn ác tu thiện là cơ duyên quá tốt. Vấn đề là bạn phải có trí tuệ phân biệt thiện ác. Có thể cùng cộng tu với mọi người. Nếu đều cứ chiên trì cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của mình, bạn nhất định sẽ gây xung đột với người khác. Xung đột này là gây nên chướng ngại, thậm chí là phá hoại đạo tràng. Thế là sai rồi. Rất nhiều đồng tu đều biết. Hồi trước tôi hợp tác với Hàng quán trưởng 30 năm. Hàng quán trưởng cá tánh rất mạnh. Tôi có thể chung sống với bà, dựa vào đâu? Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Bà làm theo ý kiến của mình, tôi không cản trở. Tôi không có thành kiến, bà có thành kiến, tôi không có thành kiến, chúng tôi chung sống tốt. Bà có thành kiến, tôi lại có thành kiến thì rất khó chung sống. Chúng tôi hợp tác, tôi chỉ có một yêu cầu: bà làm được cho tôi hoan hỷ. Yêu cầu của tôi là gì? Ngày ngày tôi đều lên giảng đài giảng kinh. Vì điểm này 30 năm bà giúp tôi làm được, tôi vô cùng cảm kích bà. Đó là một đại sự trong Phật môn chúng ta, bà hỗ trì được. Những chuyện vặt vãnh khác chỉ là việc nhỏ. Trong ấy có một chút lỗi lầm nhỏ, kể làm gì? Chúng ta minh bạch đạo lý này, bạn mới có thể biết cách để chung sống với tất cả chúng sanh. Họ đòi danh thì cho họ danh, họ đòi lợi thì cho họ lợi, họ đòi quyền thì cho họ quyền. Đến chuyện chúng ta cần, họ có thể ủng hộ, họ có thể thay ta làm tốt. Đến hôm nay, các vị đồng tu nên hiểu tôi yêu cầu điều gì. Yêu cầu duy nhất của tôi là có một phòng quay phim tốt, để có thể sau khi giảng một số đại kinh đại luận ra rồi làm thành đĩa, giúp đỡ một số đồng tu có duyên. Mục đích của tôi ngày nay là vậy. Những điều khác tôi đều không nghe không hỏi. Tôi chỉ cần làm tốt chuyện này, tôi rất hoan hỷ. Nơi nào có thiết bị này muốn mời tôi đi, tôi đều vui lòng đi. Tôi không có một mảy may tham luyến với đạo tràng. Đồng tu phía các vị là hộ pháp bên này, làm công ích bên này, thật sự có thể nhìn rõ sự tình này. Chúng tôi ở đây cho điều này là trung tâm. Tôi rất hoan hỷ đến nơi này thời gian dài để thu hình. Mọi người các vị cũng có duyên đều có thể nghe được. Kỳ thực mỗi buổi của chúng tôi đều lên mạng. Bạn không đi đến nơi này, bạn ở trong nhà. Bây giờ internet vô cùng phổ biến, vô cùng phát đạt. Trong nhà bạn có máy tính, bạn có thể xem rất rõ ràng, rất minh bạch. Đồng tu bên Hoa Kỳ gọi điện thoại bảo tôi, Singapore bảo tôi, hiện tại network đã đổi sang dải sóng rộng, màn hình vô cùng rõ ràng, không có hiện tượng gian dở. Ngày nay tôi yêu cầu điều này. Tôi không cần điều gì hết.
Tôi chỉ hy vọng trước khi tôi 80 tuổi, thời gian 5 năm này, tôi dự định 6.000 tiếng đem Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, năm kinh một luận Tịnh Độ, tôi giảng một lần, báo ân Phật, báo ân chúng sanh. Mọi chuyện trong những đạo tràng của các vị, tôi không nghe, không hỏi. Các vị làm rất tốt, tôi hoan hỷ tán thán. Các vị làm không tốt, tôi lập tức đi ngay. Vì bây giờ Singapore biết ý của tôi, biết yêu cầu của tôi hết sức đơn thuần. Bây giờ họ cũng khẩn trương làm phòng quay phim. Ngày trước lúc tôi đi, tôi nhìn thấy hiện giờ đang tăng thêm thiết bị. Nơi nào có thì tôi đến đó. Nếu đạo tràng của bạn thật sự tu Lục Hòa Kim lại có thiết bị, tôi có thể thường trụ ở đây. Nơi này của bạn có thiết bị, chẳng tu Lục Hòa Kim, trong đó không hòa mục thì tôi không thể đến. Vì sao? Tôi hy vọng nhìn thấy một đoàn thể thanh tịnh và như pháp như vậy. Nếu trong đoàn thể này có tranh chấp, nhau nhau ý kiến, trong đó mọi người bất hòa, thì tôi không muốn sống bên đó. Tôi đã không cần tiền, lại không cần lợi, cũng không cần danh, lại chẳng cần quyền, lại không cần địa vị. Tôi chỉ yêu cầu một chút chút thôi. Tôi nhất định tâm địa phải thanh tịnh. Nơi tôi sống hiện tại, tương lai bất luận ở nơi nào, nơi tôi ở không gắn điện thoại, không có thông tin, mọi người cũng đừng viết thư cho tôi. Vì sao tôi không xem? Tôi chỉ giảng kinh trong phòng quay thôi. Bạn có vấn đề, tôi giải đáp cho bạn trong khi giảng kinh. Tôi phải sống đời thanh tịnh của mình. Đời sống thanh tịnh này không khác gì bế quan trên núi hồi trước. Cho nên ngày nay nếu tìm tôi rất đơn giản. Song bạn phải nhớ, tôi chẳng có phán duyên. Duyên phận thế xuất thế gian, tôi đều dứt đi hết thảy. Hết thảy mọi hoạt động trong Phật Pháp tôi cũng không tham gia. Các vị muốn mời tôi đến đâu giảng kinh, tôi sẽ không đi. Nơi nào làm hoạt động mời tôi đi diễn giảng, đi tham quan một lần, tôi cũng sẽ không đi. Nếu bạn nói chỗ bạn có phòng quay phim, có thiết bị tốt, tìm tôi để tôi giảng kinh Hoa Nghiêm tiếp tục không ngừng, thì tôi sẽ đi rất nhanh. Một năm tôi cần phải nắm bắt 300 ngày, không thể ít hơn 300 ngày, mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ, tôi mới hoàn thành công tác của mình. Nếu bạn không có thiết bị này, tôi đến chỗ bạn không thể công tác, thì tôi phí thời gian rồi. Đó là chuyện lo lắng duy nhất của tôi thôi. Có thiết bị thì tôi không uổng phí thời gian, ngày ngày không bỏ lỡ, tôi rất hoan hỷ. Cuối đời tôi làm công việc này. Quá khứ trong thời gian học tập, yêu cầu của tôi đối với hàng quán trưởng chính là giảng đài.
thính chúng bao nhiêu không câu nệ, không có thính chúng cũng không sao cả. Năm 1977, lần đầu tôi đến Hồng Kông để giảng kinh, trú ở Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán, ở đường ranh giới. Sướng Hoài Pháp Sư tiếp đãi tôi. Ngày đầu tiên buổi tối đến Hồng Kông, Pháp Sư Sướng Hoài bảo tôi tình trạng chung ở bên Hồng Kông. Giảng kinh ở đất Hồng Kông thính chúng không nhiều, người theo Phật giáo không có gì hứng thú quá lớn với việc nghe kinh. Quá nữa, khi một Pháp Sư đến, họ sẽ đến cổ vũ. Ngày đầu tiên người hội rất đông cổ vũ, ngày cuối cùng viên mãn, người cũng còn được đến cổ vũ. Ngày giữa thính chúng rất ít. Bảo tôi chuẩn bị tâm lý đi. Ngài nói tuổi anh rất trẻ, hơn nữa cũng chưa nổi danh gì, có thể thính chúng sẽ rất ít, thậm chí không có người đến nghe. Tôi nói điều đó không cần vội, Pháp Sư Ngài yên tâm, băng ghế xếp ở nơi ấy đều là thính chúng của tôi. Pháp Sư Ngài có thể nghĩ vậy là quá tốt rồi, không có ai nghe, ghế xếp cho nhiều vậy tôi dùng nó làm thính chúng. Tôi nói tôi vẫn sẽ giảng rất nghiêm chỉnh, tôi tuyệt đối sẽ không nản lòng. Qua hôm sau khai giảng luôn, liên tục giảng 4 tháng, giảng 2 tháng ở đường ranh giới, 2 tháng sau là ở giảng đường Quang Minh tại Lam Đường Đạo. Ngày ngày thính chúng đều ngồi đông đúc. Pháp Sư Sướng Hoài cảm thán nói: Pháp Sư ơi, pháp duyên của Ngài thật tốt. Chúng tôi ở Hồng Kông biết bao vị Pháp Sư đến đây giảng kinh rồi, pháp duyên đều không bằng Ngài. Tôi không để lòng nơi thính chúng, tôi nhiệt thành đến tuyên giảng. Thực tại nói, không có người đến nghe thì có quỷ thần đến nghe. Khi các quỷ thần đến nghe, tôi biết số lượng còn đông hơn con người. Chúng tôi ở trên giảng đài giảng không phải vì mình, không phải vì danh văn lợi dưỡng. Chúng tôi thật sự là đến hoằng dương chánh pháp, giúp đỡ tất cả những người có duyên, giúp đỡ bạn giác ngộ, giúp đỡ bạn thấy rõ. Trong kinh Phật đã nói là 3 chuyện. Thứ nhất, giúp bạn thấy rõ mối quan hệ giữa người với người. Thứ hai là thấy rõ quan hệ của mình với môi trường sống. Thứ ba là thấy rõ mối quan hệ của con người với trời đất quỷ thần. Chẳng những là tất cả Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm dạy chúng ta 3 chuyện này. Bạn lại nhìn xem Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử của Trung Hoa, điều các ngài đã dạy, bạn quy nạp cho kỹ một lần cũng là 3 chuyện này. Sau đó mở rộng nữa, bạn nhìn xem kinh điển của mọi tôn giáo trên toàn thế giới, những thánh nhân sáng lập tôn giáo của họ có chỗ nào không phải từng nói chuyện này? Lần này chúng tôi đi đến thế gian này, lựa chọn nghề nghiệp này, chúng tôi phải trung thành với nghề nghiệp này. Nghề nghiệp này tôi nói rất rõ ràng, rốt cuộc là nghề nghiệp gì? Nói theo lời hiện nay là nghề nghiệp giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng tôi có tư cách gì? Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Tư cách của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói theo lời hiện nay là
nhà công tác công ích, nghĩa vụ giáo dục, xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng tôi nhận Phật làm lão sư, mình tình nguyện làm học trò của Phật, làm đệ tử của Phật. Chúng tôi nhất định phải theo dấu chân của lão sư, phát huy rạng rỡ giáo học của lão sư. Chúng ta đi đến thế gian để làm chuyện này, ngoại trừ chuyện này ra đều không đạt chuyện gì khác ở trong lòng. Chúng tôi đối với ăn mặc đi ở, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tất cả tùy duyên, chứ chẳng phan duyên. Tốt thì rất tốt, không tốt cũng rất tốt. Thường sanh hoan hỷ tâm, không có lo lắng, không có vướng bận, không có phiền não, thân tâm không có áp lực, ngay cả sanh tử cũng đều buông xuống. Sao chẳng tự tại được? Sao không vui vẻ được? Hiện tại còn có thân thể này, còn có tinh thần này. Những đại kinh đại luận này chúng tôi thấy người già ngày càng ít. Người muốn học vẫn không ít, thì tôi giúp họ làm sao? Tôi dùng phương pháp này để giúp đỡ. Hiện tại có vài vị đại đức hộ trì, chúng tôi sử dụng phương pháp khoa học kỹ thuật, bước đầu thu hình, sau đó làm thành đĩa. Cúng dường nơi này, phương khác, quốc gia, khu vực khác, giúp đỡ người hiện tiền, cũng giúp đỡ người đời sau. Nghe nói đĩa có thể bảo tồn 200 năm. Vậy ít nhất chúng tôi có thể giúp được con người đến 200 năm về sau. Chuyện tốt đấy. Tôi sẽ đem sở tu, sở học, sở đắc của mình suốt 50 năm cống hiến cho mọi người. Có thể làm tham khảo về đời sống, tham khảo về công tác, tham khảo về học tập cho bạn. Cho đến bạn muốn chân chánh tu hành, thật sự mong cầu phải sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, những điều này của tôi đều có thể đáng làm tham khảo cho bạn. Ngoài điều này ra, tôi ở thế gian không có việc gì nữa, chuyện gì cũng không có. Ngày nay những động loạn, tai nạn toàn thế giới với tôi mà nói không việc gì, chuyện gì cũng không có. Cho nên tôi cũng không xem báo chí, cũng không xem tivi. Mỗi ngày thiên hạ thái bình, ngày ngày là ngày tốt, thời thời là thời tốt. Có khi có một vài đồng tu đến nói với tôi nơi nào có tai nạn, nơi nào có phát sinh chuyện gì, tình cờ nghe được. Đó là
tôi gặp Phật Pháp, được lợi ích thù thắng chân thật của Phật Pháp. Cũng chính là khi Phương Lão Sư đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi, có nói một câu rằng học Phật là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Nếu còn có phiền não, còn có lo lắng, thì đó không phải là sự hưởng thụ tối cao. Sự hưởng thụ tối cao trong đó có bí quyết, chỉ có người không có mình. Khởi tâm động niệm, niệm niệm là nghĩ vì người khác, nghĩ vì chúng sanh, tuyệt đối không có điều gì là nghĩ vì chính mình. Bạn sẽ được sự hưởng thụ tối cao. Bạn sẽ thật sự làm trọn đến nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật, sự hưởng thụ tối cao. Thân hành của chúng ta thuần thiện, tâm địa của chúng ta thuần tịnh, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, thuần tịnh hạnh thuần thiện, làm sao không vui vẻ, pháp hỷ sung mãn, thường sanh hoan hỷ tâm là có được như thế. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.